Cái bên họ đang là cây Tùng La Hán bonsai có mã số là VN40 với kích thước như sau. Chiều cao của cây được 1m2, còn ngang cây được 1m55 ha. Thì cây này có cái dáng là thân rất là trực và bộ đế, cái phần đế nó xòe cực kỳ đẹp luôn, xòe rất đẹp.